ná mọi người, mình là Nga và đây là channel của mình. Ba cái vali. Một cái, hai cái vali 20 cân, một cái vali 60 cân. Hey mọi người, bọn mình vừa mới test Covid xong. Thì hiện tại bây giờ đi Hàn Quốc thì mọi người vẫn cần, tức là khi mà nhập cảnh vào sẽ không cần test Covid, nhưng mà khi xuất cảnh về Việt Nam thì vẫn phải test Covid. Ý là sang bên này vẫn phải test, nghĩa là bạn có thể test ở sân bay luôn, hoặc là về đến chỗ mà bạn hay test ở nhà thì bạn vẫn cần phải test. Và so với giá thành ở Việt Nam thì cũng ở đây cũng khá là cao, bởi vì là chưa khoảng 1,6 triệu một người, hai người là mất 180.000 won, là khoảng 3,4 triệu. Đang ở đâu đấy? Đây là YG Place, những đồ chơi bán good của YG. Lần đầu tiên được cầm vào tay. Hey, cho t-shirt. Không phải t-shirt. 20,000 won. 20? Oh. Thank you. Hello, bọn mình vừa mua đồ ở trong cái tòa bên đường. Bây giờ đi xuống hầm sang bên này. Vừa vào Zara nhưng mà không có gì cả. Bây giờ là mình đang ở Myeongdong. Myeongdong sau 3 năm. Vắng nhỉ? Hay đây đúng là Myeongdong không? Đúng, đầu Myeongdong đấy. Vắng nhỉ? Mua được một đôi tất để mai mặc với cái bộ vừa mua xong. Ôi. Ôi, đây là những hàng mà hồi xưa mình hay ăn. Wow, ôi, sao suốt ngày ăn cái bánh này. Ngon vậy. Cây. Để xin tiền thì mới có tiền để đi mua cái này. Lúc ngọt. Nước dưa hấu này, đây là nước kiwi và dứa. Mình sẽ đi sang bên này mua nước lựu nữa. Mình đi. What you doing? I need a shoe. You need a shoe? Yeah. A shoe, not a pair of shoes. A shoe. A shoe là một chiếc giày hả? No, I need a shoe. Bản chân hả? Trời ơi. Vừa rồi. Mặc quá. Xin chào. Các bạn có thể nhìn thấy đây là Myeongdong sau những ngày sau dịch. Một ngày rất buồn. Đây là một con phố trước đây rất là sầm uất. Một cái ngã tư mà có rất nhiều những store lớn, ví dụ như là Fila hay là Tommy Hilfiger này. Bây giờ hầu như là không còn, là không còn bóng dáng cửa hàng nào. Mặc dù bây giờ mới là mấy giờ anh? 8 giờ. Bây giờ mới là 8 giờ tối. Nói chung là Covid dã man thật đấy. Chỉ có cửa hàng mỹ phẩm là nhiều. Đúng rồi. Còn quần áo thì hết rồi. Con phố này vắng tanh, không có một cái gì cả. Thank you. Ý cô yên tay tay nhé.
Đeo chó. Thôi giả đây. Đeo chó. Nào tao dám đi. 2, 3, đổi. 2, 3. Ngửa lên lông mũi à, cắt lông mũi rồi. Bây giờ mua sắm xong mọi người ăn cũng no nê. Ngày mai lại quay lại. Bây giờ sẽ đi ăn. Đây là quán Yang Yang On cái gì đấy. Nướng thì đấy sao mà khó đấy. Nướng thì khó. Thịt lợn ăn với mì lạnh là cực kỳ ngon. Rồi. Nướng thịt không để không. Này ăn hết 156.000. Cho đây. Nó chẳng có ghi gì cả. Nó chỉ ghi mỗi tổng hóa đơn 156.000 thôi. Rồi đi đâu. Quán toàn người Việt mà đi cảm giác việt. Cảm ơn chị Trinh, cảm ơn. Đấy, ekip ăn mì lạnh xong bây giờ lại co do. Ai cũng có đôi có cặp. Lạnh quá chị ơi. Ở bên này kiểu siêu rẻ luôn ý. Mình sang Hàn lần thứ tư rồi, mà bây giờ mình mới vào siêu thị và mình biết là một cái hộp này là 13.000 khoảng 14.000, khoảng có 200 mấy thôi. Còn dâu này có 6.000 thôi. 6.000. Mà mọi người biết mấy cái thanh vừa nãy đồ ăn vặt mình mua là 5.000 một xiên rồi. Đây là ngô nướng. Ngô nướng đóng hộp và đóng gói. Lạnh quá. Các bạn hãy có thể nhìn này cho các bạn xem. Sâm nấu mì. Nấu mì hay hầm gà. Hay vậy. Ơi mình cũng muốn mua cái này. Cái này sâm này. Nhiều nước, đây là nước khổ qua, mướp đắng, nước hành tây. Đây nước lựu này. Rất nhiều nước củ dền này. Ui, nhiều thế nhỉ? Đây, cho mình mua hai cái kia đi. Không ạ. Đi. Mình đáng lẽ, bạn đáng lẽ là phải là cái người cản mình, xong bây giờ mình lại cản bạn đấy ạ. Đi, đây là dâu với cả hai loại khác nhau mà. Không ạ. Đi. Tiêu pha hoang phí ạ. Xin đấy. Thank you. Cái gì đấy? Vừng á. Ốt dầu mè này. Ui. Đây, tìm được cái Oreo thin mà mình thấy ở trên TikTok. Chỉ bán tại thị trường Hàn Quốc. Ăn thử cái nhỉ. Muốn thử hết tất cả đống này. Bye bye. Mua tất cả những thứ này và hết 59.500, khoảng 60.000. 60.000 là bao nhiêu? Bán hơn hơn 1 triệu à? 1 triệu hơn rưỡi. Đi siêu thị xong là nếu mà mua những cái túi như này sẽ mất tiền này. Nghe chưa? Mua túi nó sẽ mất tiền. Còn mua những cái thùng này là... À không, thùng này không phải mua, nó sẽ có sẵn. Anh Linh vừa đây mua cái túi bao tiền anh? 10.000 tiền ra 1 triệu. Là 500 won à? Vâng, 500 won. 8.000. Không thể quên hai cái này được. Đấy, đi siêu thị xong được hai cái túi lãi đấy. Ai cũng rất là nhiều đồ.
không khí rất mát. Được. Mình hôm nay mình ở Changgung View. Bây giờ mình sẽ lên vùng nghỉ đây, sáng mai sẽ dậy make up và đi chụp sớm. Bye bye mọi người. Chào tạm mọi người. Chào tạm mọi người. Và bây giờ là 10 giờ buổi sáng đầu tiên ở Hàn đúng không nhỉ? Hôm qua thì cũng ở Hàn nhưng mà hôm nay đi ngủ không tính. Hôm nay thì bọn mình đi chụp ảnh cưới. À nhà hôm nay đi chụp quay phim phát chụp đám cưới. Mình đã make up xong rồi. Quay được một số cảnh rồi. Bây giờ thì mình đang ở đây là phố gì nhỉ? Đây là ở Insadong. Insadong ở trong này có một tòa bảo tàng, trong này như là có YG Place là to hơn ở cái chỗ hôm qua. Bây giờ mình sẽ vào đây để xem là có cái good gì. Wow. Cái này ở Việt Nam có mà không thích, thích sang Hàn cơ. Quay đi cả. Hello. Quay một ít cái này đây. Ở bên này con cá thì có con cá thì các bạn chưa? Tiền này, đây như cả hai đều là máy đổi tiền, rút tiền vào đây. Em không in được bởi vì là cái này nó bắt bằng app, nó bắt bằng cái app này, nhưng mà cái app này nó lại là app của Hàn ấy, máy Việt Nam lại không tải được, nên là không có dùng được. Đây có hai loại là 4.000 là phông trắng, còn đây này cái app này mình lại không có dùng được. Là mình ké ở đây thôi vậy. Làm gì ấy? Vương Vấn hả? Xin nghĩ em. Bye bye. Và rõ ràng đây là con gấu của YG sao? Bạn nhìn như thế sao mình hỏi bạn nhé. Bạn thích làm kiểu cute hay là thích làm kiểu ngầu? Mình thích làm kiểu Blackpink ạ. Bên ngoài thì ngầu mà bên trong thực ra là cute ạ. Được sao rồi? Thích quá. Ôi, mà trong mái nhà hơi sợ. Đâu, đây là cái chỗ mà mình đến mà. YG Place, chỗ này thì to hơn chỗ bên kia. Đây. Từ. Siêu to mọi người ơi. I bring the pain like. Wow, mình muốn mua cái này. Có, mình mua album mà ạ. Không, nhưng mà bởi vì Lisa chỉ photocard à? Được tặng chị bán lại cái này được. Bởi vì là Lisa chỉ có 2 bài thôi. Single album chỉ có 2 bài thôi. Ở Việt Nam mua hơn 400 bạn ạ. Đây 20 là bao nhiêu? 340. Tôi thật sự muốn bê hết đống này về. Không có rồi để xinh bán thôi. Cứu. Xin
sao thế nào? Con này là 28.000. Đó là được tặng cái ảnh em có lấy cơ cơ. Mới ơi kìa. Còn những cuốn này ở đây thì chỉ có khoảng 20.000 thôi. Bình thường là ở Việt Nam sẽ đắt hơn. Thank you. Của em là bao nhiêu? 16.300 nhé. Đi. Đi thôi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Cô, cô, cô. Cô, cô, cô. Go. Go. Mình rất vui, còn ông này rất buồn. Mấy triệu liền. Đây phải mấy triệu với giá gì? Quay cảnh đi. Đâu, cái này có mấy triệu đấy đi. Ba mấy thôi. Ba mấy gì? Cả một túi đồ như này. Sao còn được tặng một cái poster nữa mọi người ạ? Poster gì? Mình rất vui, cả đông này rất buồn. Poster này. Này nhìn xem. Bao nhiêu tiền cái chỗ này hả? Bỏ ra bao nhiêu tiền để mua? Cầm lấy. How you like that? Đây, hóa đơn đây. How you like that? La Lisa. Cái những thứ cần là mua không pink, mua. Bon pink phiên bản hồng. Bây giờ là phải cần mua tô vít, rồi máy khoan, rồi máy đục, rồi búa. Đây, để cầm này về đục cho. Cái này đục cái gì? Bình với phủng bình, bình có ăn được không? Yeah. Ở trong này nó có một cái kiểu một cái quẻ gì đấy. Có bóng ấy. Xin mở trong này nó có cái tờ giấy kiểu nó bảo hôm nay bạn có gặp chung chứ phải tán tao không. Ở đường xa đây. Đây bên này. Đây là Anyang Im Sa Đông. À Anyang Sa Đông. Ôi life friend này cô tay quá đi à. Tôi mình nhớ là mình đã từng vào đây và mình đã mua một cái túi hình con vịt màu vàng. Nó vẫn ở nhà nhưng mà nó vẫn rất là vô dụng và mình chẳng bao giờ dùng nó để làm gì. Nên là mình sẽ không vào đây nữa. Không vào để không mua linh tinh. Không thấy là không mua. Không mua là không có tiền. À, An ơi. Sao nghe được? An ơi. Mọi người, anh Aseo. Và mình đang ở Hàn Quốc. Yeah. Dã man. Kia nhưng mà là taxi nhá. Taxi Kia mới luôn. Đây rồi. Là cái kia nó có mực to. Không phải mực to thì đã nhìn rất nhiều rồi. Nhưng mà mực sống mà để ở trong bể như thế này này. Nó đang kiểu con phố này có rất nhiều đồ ăn. Nhưng mà mình muốn tìm mì đen cơ. Cha chang mien. Nên là bây giờ phải phải đi tìm quán nào có cha chang mien. Cha chang mien không thấy ạ. Đây cũng là canh bò.
trang trang miêng. Đây là miêng đông Hồ Trang. Ngõ cái phố này đẹp. Bạn quay hết à? Ừ? Sao nó khó không ở sau vậy? Ừ, mình cũng thấy cho nó trông nó hơi không không phải đâu bạn ạ. Tại cái cây này, cái cây nó nhỏ. Hôm nay mình ăn quả này thì trông vẻ hơi đắt. Nhưng mà bên này thì cũng có phi đen nhưng mà không, nhưng mà đây là cái gì? Không, không, phi đen đây, phi đen bên này cơ. Nhìn trong phi đen bên này thì 10 đồng, hơi đắt một tí. Đây là bún kimbap này. Mười đồng. Thế đây là nhà hàng Trung Quốc. Nhà hàng Trung Quốc các bạn. Ui. Chúng ta cái gì đấy? Cơm. Là mì đen, diện mì đen ở đây trông hơi khác nhỉ? Nhà này là mì xanh. Đâu, đây là ở cái này này. Mà đợi chỉ lấy đũa thôi. Bạn ăn cái gì đấy được thì chỉ con. Nay xin phép tách đoàn một chút. Đi ăn mì đen thì mọi người có thể thích ăn canh hơn mà mình muốn thử mì đen. Đây là sẽ cho mình ăn. Ủa, cũng nhiều cách không biết được. Không ngon xử luôn. Xịt luôn. Ngon ngon. Chị biết của cái này nó hơi nhiều sốt ý, mình không muốn bỏ phí nhưng mà hết mì rồi, nó bị mặn nữa. Quán này, đây là tên quán nha. Đúng mọi người định được tên quán. Mà mình chỉ biết là quán này ăn rất là ok ở trên phố. Phố nào cũng không biết luôn. Phố nào không biết luôn. Anh ấy thả đi đâu ấy. Đây mọi người ơi, tên quán đây. Chô Ri Trang gì đấy. Không rõ lắm. Chô Ri Trang. Đợi ông An đi vệ sinh thì mình có qua tour Lê Chua. Không biết đọc đúng không? Nhiều bánh giã mà. Cái này nổi này. Thế là bên Hàn hay có cái này. Macaron Juicy. Yeah, và cuối cùng cũng được quay lại hàng Binh Su. Hình như hàng này lần trước mình với mẹ có đến ăn rồi bạn ạ. Binh Su. Let's go. Đi. Su Binh. Cắt này đi.
đậu đỏ. Ngon. Cái này là Indomie vị đậu xanh bình thường mà nó hơi nhạt. Kaka, hôm nay lại quay lại thăm Nam Sa này. Vé đấy khá là đắt, đi một người 2 chiều là 14 đồng, 1 chiều là 11. Thế là phải đi 14 đồng để đi về luôn. Đi. 10. Và mình là những người cuối cùng. Ô, đang đi rồi, đang đi rồi. Lần trước mình đến đây thì nó là mùa mưa, mặc dù là lá đỏ nhưng mà là mùa mưa, sương mù chẳng nhìn thấy gì cả. Hôm nay nhìn thấy rõ hơn, kiểu nhiều cây hơn. Wow. Nhìn toàn bộ Seoul từ trên cao. Tỉnh dậy, ngủ rồi à? Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang một cái cabin khác. Cabin khác là đi bộ không nhớ rõ. Đúng rồi, đi bộ lên. Ấy đúng không đây? Lặn cao lên. Kiểu uống gì mà hút, hút như hút canh ấy. Cái uống như nào? Đây mình uống nhau. Ngon ngon đấy bạn ạ. Ừ. Đây, đây. Mình uống nhau. Khiếp ướt cả mặt gì kia kìa. Cái tóc lên. Cầm. Đố anh tìm được khóa tình yêu của em. Nhanh vào đây. Bạn ơi nhanh vào đây. Đang cảnh đi ở đây đã. Ôi. Để lấy thác. Cầu nắng này trông bạn đẹp đấy. Đây là nhìn từ trên cao. Nắng không phải không nhìn gì đâu nhưng mà nhìn được toàn bộ siêu luôn. Và đây là quần áo của mình. Đã từng có cái khóa móc ở đâu đấy, một trong mấy cái cây này, nhưng mà giờ không thể tìm được lại, không biết nó đang ở đâu. Cái khóa đấy có cái hình I love Australia ở đấy nhưng mà mình không thể tìm được. Nó đã lẫn ở trong đống này, một cái hình màu vàng, hình vuông mà không thấy. Buồn quá. Thôi đi vậy. Bye bye. Bên này có không ta? Đi. Đi. Ừ. Trời ơi, giả vờ sao mà tìm được. Bây giờ bạn muốn một cái để mình cho mình đến tìm nữa không? Bạn giả vờ móc một cái vẽ về gì? Mình với bạn bây giờ sẽ viết một cái mới. Rồi mình sẽ treo ở đây. Đặt trên này. Thôi đi về đi. Xuống. Sao mình trả lại lên đây? Quê hương của bạn cơ mà. Nhớ là nó ở cột này đúng không? Không phải ở cột này. Cái cột nó có xoay không nhỉ? Móng tay làm xẹt phát lại một sức đường bây nhiêu chảy máu. Đừng sâu có. Vãi đái luôn. Đừng có nó nói xấu móng tay nhau nữa. Ra người luôn. Mình đang đợi. Đây còn
slow sẵn cho bọn em nhìn cho dễ xem lúc nào vào và mồm nhau. Vào mồm rồi đấy. Mồm rồi đấy con ba đi. Cướp mắt luôn. Đoạn này có muốn trông cho vào clip cưới không? Đấy anh ạ, để thể hiện sự chân thực mối quan hệ. Còn chỗ nào nữa nhỉ? Khổ thân vừa đấy chạy xuống bị vào mồm đâu. Lợi à? Gãy răng rồi. Chưa quen à? Gãy răng rồi. 4 năm rồi chưa quen à? Gãy răng rồi. May quả đấy là đang cười chứ quả đấy đang mí mồm thì em nghĩ là đi hết cả cái lợi luôn. Mêu mồm. Mêu mồm quả đấy bị răng như này. Và em vả mất cười luôn. Lợi như này đặt lên à? Đúng ạ. Phải dùng 4 vé đây rồi. Đi xuống phê luôn ạ. Xuống phê. Hello. Còn sợ không? Bạn. Bạn quay lên nhìn này. Bạn đang phát sáng ấy. Đồ rồi đây và bây giờ bọn mình đang ở gần khu Hồng Đê. Tại hàng Churros thân thuộc. Hồi xưa thì mình với mẹ ở trong này, trong cái ngõ này này. Nên là lúc nào đi qua đây mình cũng ăn cái này. Nhưng mà mình cứ ở đây đâu mà bạn bảo mình ở đây. Đây. Churros 101 tốt hơn cả bạn trai của bạn. Ngon mà. Dừa đúng không? Đây là mọi người sẽ bóp vào đây, đây cái máy này sẽ bóp ra đang chuyển đây xong thì bên sang bên này cho ráo đường xong rồi chuyển sang bên này thì sẽ thêm các loại topping. Người ta bảo bạn mua bạc cho mình. Với cả sỏ khuyên cho mình. No, anh xin lần nữa nhé. Của mình 191. Ra một loại bim bim cực ngon. Đây là bim bim in johnny bim bim bột đậu xanh cực. Đây là mình đã mua 3 gói bởi vì nó là mua 2 tặng 1, giống chị kem. Cái gì mua 1 tặng 1 hay mua 2 tặng 1 thì mình mua. Hôm qua mình uống cái này ngon phết, mình muốn uống nhưng mà mình muốn uống thử cái khác. Sẽ có cái gì nhỉ? Sang những cái nước thì mình sợ nó ngọt lắm. Tại vì mình đã từng uống rất nhiều thứ và cái nào nó cũng ngọt, cái nào cũng toàn đường ấy. Thôi, sự lựa chọn an toàn vậy. Banana màn. Đây là cái bánh burger 4.000 mấy won mà nó bị tí nhỉ. Chẳng tí chẳng. Cái vỏ nó cũng không như mình nghĩ. Ăn thử xem sao nhá. Đầu tiên là sữa chuối này thì vẫn ngon. I'm just drinking in something smoky. I'll do it for you.
chụp. Về nhà rồi, đi ngủ thôi. Bye bye. Bye bye. À, rồi kìa. Chào mọi người, ngày hôm nay thì mình đang đi Nam Mi. Lạnh quá. Rất lạnh. Mọi người muốn đi đến Nam Mi thì mọi người có thể đi bằng xe buýt hoặc taxi hoặc là đi xe riêng đến cái chỗ địa điểm. Ở trên bản đồ nó ghi là Nam Mi Som Island Endpoint. Đấy thì mọi người đến đấy. Xong rồi mua vé thì vé bây giờ là 10.000 một người. Đấy là vé của 2 chiều. Vé 2 chiều và có khứ hồi hay sao ấy. Mình nhớ không nhầm nhé nhá. Không nhớ rõ thôi, không biết là đúng hay không. Nhưng mà hình như là cái đảo Nam Mi này là cái đảo ở kia, ở kia có cái biển kìa. Biển á? Ừ, có cái biển và ở đây đã đoàn phim gì đấy đã từng quay bộ phim ở đây rất nổi tiếng. Đảo Nam Mi này thực ra mình thấy ở trên bản đồ nó là một cái bãi bồi ở giữa một dòng sông. Nó giống kiểu bãi bồi sông Hồng của mình chẳng hạn. Đây. Đây, ở đây mọi người có thể nhìn rõ hơn bản đồ. Ồ. Ở đây có một ngôi mộ ở đây. Bên trái mình không đọc được chữ. Đây, mọi người có thể thấy là ở đây có bản đồ. Cái đảo Nam Mi này. Ê, con này là mấy bạn ơi? Con kia to vãi. Ơ, con sóc bé bé kia đúng không? Ừ, con sóc này. Nó không sợ mình bạn ạ. Yêu vãi bỏ, yêu vãi ơ. Giống con chun nhỉ. Ôi, yêu vãi. Trời ơi. Yêu chứ đúng bỏ, yêu vãi. Xin chào. À quên mất, mình phải nói tiếng Hàn thì nó mới hiểu được. Annyeonghaseyo. 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 Ơi. Đi, chúng ta sẽ tìm những chỗ khác. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Việt Nam. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Đang đi vệ sinh. Annyeonghaseyo. Mọi người có thấy không? Đi tôi vẫn dính một cục cứt bạn ơi, tôi đi tìm con khác rồi. Tôi biết như nào, ớ, tại sao phải đeo khẩu trang nhỉ? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Áo này đẹp thế. Cái gì nhỉ? The welcome là gì nhỉ? Quên mất rồi thôi. Phan cấp sư mình ta. Đây là con đường huyền thoại trên đảo Nam Mi. Thực ra là mình thấy rằng là mình đã từng đi đến đây cái mùa lá vàng. Thật á? Ừ, cái màu lá xanh thì mình thấy là cũng ok chứ. Thì nó cũng thế. Nó có một cái màu giống như kiểu là một bức tranh mà bây giờ tông vàng với một bức tranh mà tông màu xanh. Nó vẫn có những cái đặc trưng riêng của nó. Tông bức tranh kia tông vàng khè luôn hả? Ôi, anh ấy đang dụ con gì kìa. Con gì đấy hả? Hả? Sóc, sóc. À, sóc bé tí. Thế nào tìm được con thỏ để gọi anh nhá. Là vẫn còn xanh khi Kiên Anh còn trẻ. Đấy, vừa nhắc đến bãi đá sông Hồng. Chào mừng các bạn đã đến với đầm sen Hồ Tây. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Hôm nay trời sang thu.
nên là hơi ít hoa, mọi người thông cảm. Lá hơi vàng. Chưa được 1/3 đâu mà đã hết sức rồi. Này, mấy cái này ngon này. Mà mình đi từ đồ ăn sáng. À, hơi đắt bạn ạ. Hơi đắt. 14 đồng. Thì bán ở ngoài đảo mà. 14 đồng là bao nhiêu? Gần 14 nhân 15 là bao nhiêu? Gần 300 nghìn. Ở đây có hạt rẻ luôn này. Nhặt nướng này bạn ơi. Ui. Đây mình có cái túi giữ nhiệt này, nhét vào đây để cho nó nướng. Kiểu lúc nãy không phải là con quạ như mình nghĩ, mà là con công. Wow, chào xeo. Đây là một con công cái. Nó mui puta. Nhà xe. Đây là một con công cái, còn con công đực thì không thì biết đâu. Nó sẽ có đuôi đúng không? Đúng. Con cái thì nó không có khổ nhỉ. Con cá thật là những con là chịu những cái nét xấu xí. Yeah. Bên trong ngoài, bên trong ngoài. Roche. Có bạn được chưa? Chưa. Cái này còn 1 phút nữa. Cái này của mình mà. Thơm quá. Roche tteokbokki. Yeah. Jajangmyeon. Ui, nóng quá nhỉ. Tức cỡ. Không biết là trong này nó sẽ như thế nào đây. Đây mà. Mở nó bên này mà. Wow. Trông cay nhỉ. Không như quảng cáo. Còn có đây. Thật sự thật đấy. À, của bạn không phải chân chân miên đâu, của bạn là spaghetti mà. Ừ. Ăn đi. Sữa chuối minion. Uống xong sẽ nói thành ba 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 ba
Cái gì nhỉ? Và mình ăn thêm bánh mì đen. Chào mọi người, bây giờ là tầm 10 giờ, 10 rưỡi, 1 giờ. À, mình đang đi học. Tự nhiên nó hát gì gọi ơi Nga ơi. Bây giờ nắng lên thì đi. Nắng lên thời tiết vẻ thích hơn và không còn lạnh như sáng nữa, nhưng mà mình vẫn thấy lạnh. Mình có mang đạo cụ đấy. Chíp chíp. Xin chào mọi người. Bây giờ là chị sang layout bánh cưới. Ha, và bây giờ là bọn mình đã chụp xong rồi. Cả ngày hôm nay chỉ ở trên đảo Nam Mi chỉ chụp thôi, rất là mệt. Mình ăn được hơn một hộp đồ ăn tinh tinh. Ông này... À không, mình ăn được gần một hộp, ông này ăn được hai hộp. Nhưng mà so với khẩu phần ăn mình thường là quá ít. Và bây giờ đang rất đói phục thân. Mệt à? Mình thì nhịn được, nhưng mà ông này không nhịn được đâu. Thôi giờ mình sẽ về và ngủ bù, bởi vì là sáng nay 4 giờ đã dậy rồi, đến đây cứ vạ vật 8 giờ đến 10 giờ. Khá lộ à? Hy vọng là sẽ có nhiều ảnh đẹp, mọi người có thể nhìn thấy hàng cây đằng sau này. Đảo Nam Mi rất đẹp, nếu mà mọi người muốn đến, có thể là đến vào mùa xuân hoặc là đến vào mùa thu nhỉ, mùa thu đông, mà đừng để muộn quá nhá, đừng sang hẳn mùa đông vì lá nó sẽ rụng hết. Đến khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 là đẹp, chứ đừng đến cuối tháng 11 tháng 12 với tuyết rơi rồi. Nhưng mà tuyết rơi cũng đẹp. Một là tuyết rơi hẳn rất đẹp, rất trắng trắng muốt. Còn mình sẽ về đây, bye bye. Sau khi ở nhà ăn uống, mình và An quyết định lên đồ ra đường. Đâu ra đường đâu, ra tàu điện ngầm. Rồi. Khám phá lại những cảm giác ngày xưa cũ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến Hồng Đề.
Bây giờ chúng mình sẽ đi đến Hồng Đê. Hồi xưa thì mình có cái thẻ, hồi xưa mình có cái thẻ để đi được qua các cái điểm. Nhưng mà mình quên mất cái thẻ lên Việt Nam rồi. Nên là hôm nay mình phải mua thẻ một lần. Đây. Đây. Thẻ này thì mỗi lần các bạn nhảy vào thì nó sẽ deposit của các bạn 500 won. Bạn sẽ chọn điểm đi và điểm đến, nó sẽ được trả lại số tiền đấy. Đi xuống hầm nào thì cũng sẽ có rất là nhiều điểm. Mình đang ở đây. Đâu? Đây, Sungu. Không phải. Không phải, mình đang ở đâu ấy? Đây, 243 đây, bạn ngủ. Không phải, cho xem. À đây, mình đang ở đây. Mình đang ở đây thì xong bây giờ mình sẽ đi lên đây, Hong Kong University. Là 1, 2, 3, 4 đúng không? Bởi vì là cái này lâu lắm mình không đi, mình cũng quên mất cái đi. Nhưng mà trước khi mọi người đi thì mọi người phải tải cái hình ảnh của cái bản đồ tổng ở trên mạng về. Và sau đấy thì mọi người so trong Google Maps ấy là xem mình đi đường nào, tìm được đúng cái tàu điện ngầm rồi thì mọi người còn phải xem chiều nữa cơ. Bởi vì là nó 2 chiều. Ví dụ như đây nhá, bên này nhá. Bên này là Chung Chong No đi City Hall đúng không? Thì bên này đã là City Hall, đến Chung Chong No là trường của bạn. Thế mình bọn mình cần đi trường để đi tiếp. Đấy, bọn mình chỉ cần đi. Đấy, xong còn có những cái là mọi người còn phải chuyển từ tàu này sang tàu kia nữa cơ. Quay vào đây mình chỉ cho. Đây, ví dụ như mình đang ở đây đúng không? Chung Chong No đúng không? Mình đến 239. Mình có thể rẽ được 238, mình có thể rẽ sang được nhánh tàu số 6. Rồi đến 237 thì mình có thể rẽ sang nhánh tàu số 9. Đây là những điểm giao cắt. Đường này là đường số 2. Còn chiều ngược lại là Chung Chong No đi City Hall. Thì nói chung là nó sẽ rất là nhiều chuyến. Đấy. Chuyến của mình là phải đi từ line 5 chuyển sang line 2. Thì nữa khi mà mình đi về từ Hong Kong. Về Chung Chong No, về Chung Chong No xong bắt tàu đến 204 xong mình rẽ. 203. 204 mình đi số 5 mà. Mình vừa đi số 5 mà. Nhưng mà mình đi được ra được cái tàu này. Mình đi số 5. Biết rồi, nhưng mà ga nhà mình gần nhất là ga này. Nói chung là nó rối hỗn loạn lắm, nào mọi người đi thôi xếp à. Cực kỳ là cẩn thận. Ủa, đấy, đâu kia. Mà nói là ga tàu dài như nào mình không để ý đâu, nhưng mà wow. Siêu dài. Đây, tàu đến. Kêu gì vậy? Tàu đến. The outer circle train 4, Ion, is approaching. 이역은 승강장과 열차 사이가 넓으므로 내리고 타실 때 조심하시기 바랍니다. Đến rồi của số 8. Cuối cùng à, đến nơi. Lối ra số 8 ổn, thang cao lắm mà. Sau 30 phút đi tàu điện ngầm chúng ta. Sau là 30 phút, 4 phút. Đề. Đây chính là cái chỗ mà hồi trước mình hay mua gông cha. Bạn ơi, mua gông nước cái khác quá. Mua gì đấy? Việc đầu tiên sau khi cốc trà sữa đầu tiên sau mấy ngày à? Không phải, đây là đi mệt nên mà uống thôi. Đi đến nơi bằng tàu điện ngầm nhưng về bằng xe buýt. Bọn mình chỉ cần ngồi đây 14 trạm là đến nơi. Sorry. Xin chào mọi người, bây giờ đang là 8 giờ sáng và bọn mình đang ở khu phố Book Ton Road. Đây là một khu phố cổ giống kiểu là Hà Nội 36 phố phường ấy. Rất là đẹp, một con phố, cái con đường dốc lên và xung quanh là rất nhiều ngôi nhà cổ. Nhưng mà mình thấy là ngôi nhà cổ ở đây có nhà có người ở và cũng có nhà không có người ở, nhưng mà mọi thứ rất là sạch đẹp. Và nghe đúng như mọi người nói thì đằng sau này sẽ là tháp Nam Sa, nhưng mà mình mới mù quá. Đây, tháp Nam Sa ở đây. Một ngày hôm nay mù quá nên là không nhìn tháp Nam Sa.
Nana hôm nay phải dậy sớm, thế nên là Nana có vẻ là đang hơi mệt. Tìm Nana ở đâu? À, mệt à? Cảnh đẹp như này mà không vui lên được à? Đấy, đây là tiểu thư trốn ra ngoài. Mình đã thay đồ và ngày hôm nay quay như vậy là coi như là xong. Và bây giờ thì mình đang chơi. Hôm nay thì đến Gentle Monster ở đây, nhưng mà không hiểu sao có rất đông máy quay. Đấy, rất đông máy quay đứng ở khắp các góc mà không hiểu sao là đóng cửa nhỉ. À, có mở mà đúng không? Nhưng mà ở ngoài này có cái gì đấy? À, hôm nay là mình đến đây là để tìm đến cái Gentle Garden này, cái home Jenny check in để mình xem ở ngoài như nào. Nhưng đến đây không thấy, mình cứ nghĩ là sai chỗ rồi, nhưng không, nó chính là chỗ này mọi người ạ. Mọi người để ý kỹ cái đèn này này. Hàng đèn y hệt. Sao có cái hành lang y hệt, cửa kia y hệt. Nên là mình nghĩ chắc chắn là chỗ này chỉ có thể là nó đã dẹp đi mất rồi thôi. Nhưng mà nó chính xác là chỗ này. Nó hôm nay không có gì cả, hôm nay ở đây cũng không có trang trí gì nhiều ấy. Nên là lý do tại sao mà mình đến mình thấy nó rất là vắng. Không biết đi đâu rồi mà mình kệ mình ăn chơi. Xin mời mọi người. Bị hơi lạnh. Mọi người, hôm nay là buổi sáng ngày cuối cùng rồi. Sáng nay thì bọn mình dậy là ra sân bay luôn. Và bây giờ thì mình đang ở sân bay rồi. À, về Việt Nam thôi, hồi hương thôi. Dẫn đầu hàng runway. Một chú. Hai và cuối cùng cũng về đến Việt Nam rồi đây. Hai người đang trong tình trạng rất là đau lưng. Hôm đầu tiên thì hồi hộp bao nhiêu sau khi được quay trở lại quê hương. Nhưng mà nay thì chịu không làm người Hàn Quốc được, đi bộ nhiều quá đau hết cả lưng. Đấy là mình còn ở nhà nhiều đấy nhá. Sao giờ sáng nhỉ? Sao? Sốt lại ừ nhỉ? Hay là bú sốt lại nhỉ? Bú sốt lại rồi. Vừa về nhà thấy nhà mình sáng hơn hẳn mọi khi. À, đây là bao nhiêu? 4 năm à? À 3 năm. Khoảng 2 đến 3 năm. Sau khi mình từ Việt Nam quay trở lại Hàn Quốc. Thế thì lần này đi thì phải công nhận là quay chụp hơi nhiều. Nên là cũng hơi mệt. Mệt không? Mệt quá. Mình thấy là chụp ảnh cưới hơi nhiều nên là mình cũng thấy hơi mệt. Cũng không đi chơi được nhiều lắm. Bởi vì là thực ra thì từ những lần trước là mình đã đến đủ những cái điểm ở Hàn Quốc rồi. Nên là bây giờ là chỉ có đi lại những chỗ đấy thôi. Và đồ ăn cũng một phần là bởi vì sau dịch mà Hàn Quốc các cái khu phố nó cũng bớt đông đi, những cái cửa hàng nó cũng đóng nhiều ấy. Nên là cũng thấy khá là buồn. Và khi vừa đến Việt Nam thì bọn mình có nhận được thông tin là từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 thì sẽ không xét nghiệm Covid nữa. Bọn mình vừa bỏ ra mất 180.000 won, khoảng gần 3 triệu. 3 triệu để xét nghiệm Covid. Và vừa về Pháp thì đấy, đã những cái luôn. Thực ra là bọn mình đi từ đợt bao nhiêu, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái vlog này thì cũng sẽ hơi lâu để mà nó được up lên. Thì cũng sẽ phải sang tháng 11 nhỉ. Tháng 11, có khi là sang tháng 12 thì bọn mình mới up được cái vlog này lên. Đấy, mọi người nhìn đằng sau này. Lúc mà đi là có 4 cái vali to và bọn mình đang cân nhắc là có nên một cái vali nhỏ nên theo không. Mà về là chật ních luôn. Cái vali đấy là cái vali nặng nhất. Bởi vì bình thường các cái vali to của mình ý, thì nếu mà mình nhích, mình nhét thì chắc chắn sẽ được 32kg. Nhưng mà ở bên Vietnam Airlines thì người ta chỉ cho là một kiện maximum là 23kg thôi. Nên là mình phải cân nhắc cho nhét những cái đồ nhẹ nhẹ vào những cái vali to này, còn để những cái đồ nặng cho vào vali nhỏ. Nên thực ra không phải là Vietnam Airlines mà hầu như là hãng nào cũng thế. Không, mà ví dụ nhưng mà chỉ như có là một vấn đề duy nhất là mình bay từ Việt Nam đi, vali mình để bao nhiêu cũng được và người ta sẽ tính theo kiện. Nhưng mà mình gặp rất nhiều những trường hợp khi mà mình bay từ nước ngoài về Việt Nam, bởi vì là cái quầy check-in mặc dù là bay Vietnam Airlines nhưng mà cái quầy check-in vẫn là người bản địa của nước đấy. Nên là yêu cầu của các nước là hầu như sẽ là dưới 23 cân và những cái chai mà ví dụ như trên 100ml không được xách tay. Đấy thì nói chung là các nước sẽ ngoài có... và để hạn chế, nói chung là tránh tất cả những cái rắc rối liên quan đến sân bay thì mình có bảo Nana là sẽ phải là đóng làm sao cho đủ 23 cân và bỏ hết tất cả những cái chai kia vào hành lý ký gửi. Và đó là chuyến hành trình của bọn mình
dài gần một tuần. Và bây giờ mình đã quay lại trở về Hà Nội. Và bây giờ thì mình và Anh sẽ bắt đầu cho việc ăn hỏi. Ăn hỏi rồi đến đám cưới. Rất là nhiều việc. Và mình có rất là nhiều bài tập mình chưa làm. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau. Nè nè mọi người.